Vừa mới đầu tuần, khắp nơi trên mạng xã hội xôn xao kinh ngạc vì câu chuyện hóa đơn hải sản trị giá 85 triệu tại một nhà hàng ở Đà Nẵng. Cụ thể, một người dùng mạng tên là NLP đã chia sẻ lại chiếc bill ghi lại bữa ăn chát nhất cuộc đời mình khi cùng bạn bè đến ăn ở một địa chỉ mới nổi tiếng. Đầu đuôi sự cố sốt ruột ấy được khổ chủ đăng lên như sau. Các anh em đi du lịch Đà Nẵng nên tránh xa cái quán này, lợi dụng có khách nước bạn sang chơi, anh em tiếp đón ở Đà Nẵng, ăn thuần túy, không có gì khác ngoài ăn, mà tính tiền kiểu này thì ai mà không khiếp sợ. Làm ăn thất đức như vậy thì thử hỏi ai dám tin tưởng về đây du lịch nữa chứ. Không rõ đoàn của anh NLP có bao nhiêu người nhưng cũng phải khá đông, nên mới gọi hẳn 5kg tôm hùm, 13kg tôm tít hay còn gọi là bề bề, 12kg cá mú, 5 con gà. Mức giá mà nhà hàng tính trong hóa đơn cũng khiến dân tình sốc nặng vì quá đắt, như tôm hùm tận 4,4 triệu và tôm tít thì 2,5 triệu. Nhiều người cho rằng nhóm anh P ăn toàn hải sản như thế thì đắt là phải, nhất là ở thành phố du lịch như Đà Nẵng. Tuy nhiên, những món bình dân khác như rau muống, rau cải xào mà tận hơn 1 triệu, cơm 200 nghìn một bát thì quả thực cắt cổ. Giữa lùm xùm ầm ĩ đang có xu hướng được dân tình chia sẻ rầm rộ, một tài khoản Facebook khác được cho là chủ nhà hàng đã lên tiếng với thái độ đanh thép. Theo đó, chủ nhà hàng khẳng định phía họ không hề chặt chém hay bịa giá để moi tiền khách. Họ cũng nói rõ rằng họ đã cân đồ, tư vấn cho đoàn của anh P, nhưng phía anh P vẫn quyết ăn nên họ mới chế biến. Ngoài ra, chi tiết nhà hàng quên không tính tiền cua cũng khiến dân mạng cười ra nước mắt. Khách thì kêu là đắt đỏ, nhà hàng thì kêu bị lỗ, đúng là vừa bi vừa hài. Thế mới nói đi ăn, đặc biệt là ở các thành phố du lịch, chúng ta nên coi kỹ bảng giá, cân nhắc trước khi ăn nhé. Bên cạnh đó thì cũng nên tìm hiểu kỹ giá cả của nhà hàng, cũng như những bình luận, đánh giá trước khi đến, kiểm tra thật kỹ hóa đơn trước khi thanh toán và không nên ăn uống ở những địa điểm gần nơi du lịch các bạn nhé.